buổi chiều đầy nóng lực và giống như cái mùa hè này thì mình sẽ livestream ở cái phần YouTube của chúng ta và mình sẽ rất là hay vào hai đội bên kia, đội và rồi bên kia toàn ok rồi thì này chơi ác chứ là toàn súng vàng với súng xanh như này. Rồi ăn bom nhá. Rồi. Rồi headshot. Rồi không kịp. Trời ơi. Rồi ơi shit chết. Mình xếp chỉ cái cuối ư? Đấy, dễ nhờ. Rồi, quân là xanh đã tiến công lại. Ôi dồi ôi, trúng bom rồi, nguy hiểm thế nhờ. Kiểu này là trời ơi chết rồi, đã bù mau rồi ôi rồi ôi thua mất rồi, bọn này đánh ác thế nhờ. Tỷ số bài thắng bại còn thua này. Rồi tí lặp lại chuyện thấy là trả thù trận này nha. Rồi ok. Cái này thì nói chung là nó rất nhiều cái hay và bây giờ mình sẽ đây này, bây giờ cái khẩu súng này mình ác lắm, cái khẩu súng này mình được tặng khoảng 3 ngày cơ các bạn, rất là hay luôn ạ. Và để anh em nào chiến đấu qua nào, mình sẽ gặp nhau ở trận chiến tiếp theo. Ôi trời ơi, trời ơi, chu kịp nổ nang đã bị quay tang rồi. Rồi qua đây nào. Ôi bị giật. Trời ơi mạng của mình. Trời ơi nó quậy ra nhanh quá. Rồi ok ăn bom nha. Mình sẽ qua đây. Rồi ôi con này nhảy, con này chạy nhanh nhất thằng này. Lúc nào cũng được sao. Lúc nào cũng cần gặp cái thằng này chiến đấu. Chết chưa, trả thù chưa. Chưa tính 2-4 vẫn là tỷ số bàn thắng lại. Bồi rất là mượt phải không ạ? Rồi ôi 4-5 rồi. Hai cái tên này không biết chơi gì. Rồi ôi chúng bom mày quá. Rồi bên này có nhiều, rất nhiều kẻ thù. Rồi ôi bị trúng bom. Thảo nào. Thảm chưa. Xem. Ôi dồi ôi, còn phát cả bom nữa hay không chứ vậy. Ôi 9 rồi. Xếp vị trí top rồi anh em ạ.
sau kìa, không có thứ gì cả. Cái này đằng sau này chưa? Cái này ra tay nó rồi. Bọn này rồi ngắm đi đâu nữa. 12 người. Rồi, đây tâm hồn rồi, phát bom nó ăn ăn nhiệt. Rồi, chết rồi. Và bên này chắc là có nhiều đây, bên này cũng có. Rồi rồi, súng chỉ viết bom đã bị bắn đấy. Rồi ơi, tên kia nhanh quá nhỉ, 14-11. Xong bom nha. Rồi, tên kia nha. Ôi dồi ôi, tên này ra tay nhanh. Rồi, trả thù qua bên kia nào. Ra đi, bom nào. Hay không nhỉ? Tên nào được không? Đao nè, thích dùng đao không? Trời ơi, không kịp. 18-13. Xích một tốt một. Trời ơi, đằng sau kìa. Bom mấy quá. Toàn thắng bại rồi, ok. Tên này ác quá nhờ, ăn bom đi luôn nhỏ hẹt chó. Rồi lên vị trí 20 rồi, vượt qua đối thủ rồi. Không biết hạ thì cái nào. Ôi ơi, bom. Sát. Rồi, 24-20. Mình đánh cũng ác phết nhờ, mình không bao giờ đánh. Đang bình luận không thấy à? Thì phải ra chỗ khác nha. Rồi. Truy kích nha, anh em vào truy kích, nhấn với cụm từ là cường đông tê thì sẽ thấy luôn. Và các bạn có thể tìm kiếm bất cứ công cụ này, Twitter cũng thế. Bây giờ sẽ ra cái nick của mình và chúng ta trao đổi giao lưu. Rồi, vị trí có ai rồi. Ôi trời ơi, tên này đúng là khắc tinh của mình. Lúc nào cặp tên này mình cũng phải làm một chết của mọi người. Qua đâu hết rồi, nhìn thấy trên bước chân đi nó rất là lạ. Tên này. Toàn là bị cờ bọn ăn nhờ trong bọn nọ thôi. Bom nhá. Đằng sau kìa, không chịu nghĩ gì cả. Ôi dồi ôi, cái tên đằng sau không chạy qua. Rồi, bây giờ xem còn cái tên nào không. Rồi ôi, cái này tên
xấu. Ăn bom mình thôi. Tên này đúng là cực tinh thật. Nhận được quả bom của mình rồi. Rồi, ăn bom nha. Fire in the hole.
Đây. Rồi, kết quả này quá là mong đợi rồi. Ngon, ngon. Hạ được chưa? Hay, rất là hay. Đúng là không bình luận không thấy hay gì cả. Ta bình luận là phải thấy hay. Tên này có kinh nghiệm. Nó quay ra giữa rồi. Bom nào. Ăn bom nhé. Ác.
Xem này, chỉ cần là một phát viên, một viên, một viên, một viên.
Đỉnh quang minh. Giành lại đỉnh quang minh. Đỉnh quang minh. Fire in the hole. Một trong sáu mà thắng được. Fire in the hole. À vâng anh. Bài hát vâng. Mà nó có copy và nấy bình thường thế này. Mới đẩy vâng. Lấy mic khỏi đều mạng vậy anh.
in the hole. Anh để ý tên thầy nhớ, tên thầy nhớ mình cấy gạt nung, anh để ý lạt mình gặn bên ngoài cái gạt lốc cái cạc thầy nhớ không à, cái gạt khóa không cho phép ghi dữ liệu à, họ lái thầy nhớ mà nhỏ đấy, đây này miêu kéo không ấy. Fire in the hole.
there in the hole. Fire in the hole.
the hole. Fire in the hole.
Fire in the hole.
the hole. Fire in the hole!